Gió mùa đông bắc tràn về đã tạo ra sự tương phản rất lớn về gió, mưa, nhiệt độ và độ ẩm trước và sau khi ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi. Vào trưa nay, tại Mẫu Sơn, nhiệt độ giảm từ 16 độ C giảm xuống còn 4 độ C. Ở Bắc Cạn giảm từ 19 độ C xuống còn 10 độ C. Ở Hà Nội giảm từ 21 độ xuống còn 14 độ C. Nhưng cảm nhận thực tế chỉ 12 độ C do gió mạnh, trời rất rét. Đầu giờ chiều, nhiều xe máy đi trên đường bị gió tạt siêu vẹo, di chuyển khó khăn, đặc biệt là khi đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng. Theo như dự báo, đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến Chủ nhật 14 tháng 1, với đặc điểm là độ ẩm cao do trời nhiều mây, thi thoảng có mưa, nền nhiệt cả ngày duy trì thấp, như Hà Nội thấp nhất là 11 độ, cao nhất chỉ 14 đến 15 độ. Mức giảm nhiệt đột ngột như hôm nay thì thực sự khiến những người có sức đề kháng yếu cảm thấy mệt mỏi và dễ bị đổ bệnh. Do vậy, điều quan trọng trong lúc này đó là giữ ấm cơ thể này, tránh ra ngoài đường vào thời điểm tối và sáng sớm, bởi vì đây là khoảng thời gian rét nhất, nhiều sương mù nhất. Và những người sắp bước ra khỏi nhà thì nên mặc ấm và giữ kín đầu, cổ, chân tay để phòng bị sốc nhiệt. Từ ngày mai, thời tiết ấm ẩm sẽ chuyển sang rét khô và lại là một dạng thời tiết khác nên người dân rất khó để thích nghi. Thank you.